Luật sư đại diện bố mẹ Mai Phương chính thức lên tiếng về việc bị bảo mẫu của bé La Việt kiện, khẳng định ủy quyền của Phùng Ngọc Huy là chưa có căn cứ. Những ngày qua, câu chuyện giành quyền nuôi bé La Việt của bố mẹ nữ diễn viên Mai Phương đang trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận. Thời điểm Mai Phương mới qua đời, trước những lùm xùm liên quan tới phía gia đình nữ diễn viên quá cố, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về việc anh sẽ nhận nuôi bé La Việt. Khi ấy, Phùng Ngọc Huy cho biết do tạm thời dịch bệnh nên anh chưa thể về Việt Nam đón con, nên bé La Việt tạm thời sẽ ở cùng các cô bảo mẫu thân thiết với sự hỗ trợ của gia đình bên nội. Thông tin từ Phùng Ngọc Huy nhận được rất nhiều sự ủng hộ của dư luận. Nhiều người hy vọng bé La Việt có thể được sống cùng cha sau khi mẹ qua đời. Tuy nhiên, mới đây, dư luận lại bất ngờ với một đoạn clip được cho là của bố mẹ Mai Phương và luật sư đại diện của vụ việc luật sư MTL. Trong đoạn video, bố mẹ cố diễn viên Mai Phương đã thể hiện thái độ cương quyết trong việc đón cháu gái về nhà và cho biết Mai Phương hay Phùng Ngọc Huy không ủy quyền nuôi bé La Việt cho bảo mẫu song sinh. Bố mẹ Mai Phương cho hay, việc này xảy ra là do một người giúp việc khác gửi La Việt sang nhà hai bảo mẫu này mà không thông báo trước với ông bà ngoại. Cùng với luật sư, bố mẹ Mai Phương cũng khẳng định sẽ cương quyết giành lại quyền nuôi cháu. Ngay sau vụ việc, phía bảo mẫu của bé La Việt đã viết lên trang cá nhân một bức tâm thư rất dài khẳng định những thông tin từ đoạn clip là bịa đặt, và cô đã viết đơn thư để kiện luật sư MTL. Liên hệ với luật sư MTL, người đảm nhận bảo vệ quyền lợi cho bố mẹ Mai Phương trong vụ việc giành quyền nuôi cháu, anh chia sẻ, tính đến thời điểm hiện tại bản thân tôi chưa nhận được bất kỳ giấy mời làm việc nào từ các cơ quan chức năng đối với đơn tố cáo của cô họa mi. Ngược lại, cô họa mi đưa hình ảnh của luật sư cũng như nội dung đơn tố cáo trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Về việc Phùng Ngọc Huy đã ủy quyền nuôi dưỡng La Việt cho hai người bảo mẫu, thì phía luật sư MTL cũng cho hay, khi tôi tham gia vào vụ việc thì cũng có tìm hiểu việc ủy quyền của anh Phùng Ngọc Huy. Việc ủy quyền này là thực hiện trên mạng xã hội chứ không phải là ủy quyền trực tiếp như quy định của pháp luật cho phép hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi được biết anh Phùng Ngọc Huy đã chia sẻ về việc đã có giấy ủy quyền chính thức, giấy ủy quyền đã được hợp thức hóa lãnh sự của lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2020 thì luật sư MTL cho biết, điều này cũng phụ thuộc vào nội dung của giấy tờ mà Phùng Ngọc Huy. Hơn nữa, cũng phải lưu ý đó chính là việc Mai Phương mới là người trực tiếp nuôi cháu bé La Việt, còn Phùng Ngọc Huy lại không nuôi cháu từ nhỏ. Hiện nay mặc dù đã có giấy ủy quyền, nhưng cũng phải căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ nội dung, hình thức ủy quyền. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.